Top 5 món quà kỷ niệm ngày 19 tháng 5, ngày sinh Bác Hồ. Ngày 19 tháng 5 hàng năm, nhân ngày kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, các đảng bộ, tổ chức, công ty thường tổ chức tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với các phần thưởng thường là những bằng khen và quà kỷ niệm tinh thần. Đây là những quà cho sự phấn đấu và cố gắng, mua bán nhanh xin được gợi ý bạn. Top 5 món quà kỷ niệm ngày 19 tháng 5 ngày sinh Bác Hồ được nhiều người chọn mua. Top 5 quà tặng kỷ niệm gồm 1. Tượng đồng Bác Hồ. 2. Đĩa đồng in hình Bác Hồ. 3. Lịch vạn niên Bác Hồ. 4. Tranh giấy xoắn. 5. Tranh canvas. Tượng đồng Bác Hồ. Tượng Bác Hồ bằng đồng có các hình dáng chính, tượng bán thân, tượng Bác ngồi và tượng Bác đứng. Nguyên liệu chính cho việc đúc tượng đồng là đồng đỏ và đồng vàng, trong đó, đồng đỏ có độ dẻo, độ bền đẹp hơn đồng vàng nên giá tượng Bác Hồ bằng đồng đỏ cao hơn đồng vàng. Tuy nhiên, nếu bạn đặt làm những mẫu tượng Bác Hồ nhỏ thì nên chọn đồng vàng vì vừa đáp ứng giá trị thẩm mỹ, độ bền vừa hợp lý với nguồn tài chính. Đĩa đồng in hình Bác Hồ. Đĩa đồng in hình Bác Hồ, vị lãnh tụ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Chiếc đĩa được dùng để trưng bày ở bàn làm việc, trên tủ hoặc làm món quà tặng đầy ý nghĩa. Sản phẩm được chế tác trên chất liệu đồng bọc gỗ, với hình ảnh vị lãnh tụ dân tộc vĩ đại. Lịch vạn niên Bác Hồ. Đồng hồ lịch vạn niên in hình Bác Hồ chính là một sản phẩm đang được các nhà quản trị đánh giá rất cao. Đồng hồ treo tường làm quà tặng khách hàng vừa ý nghĩa lại vừa thiết thực. Đối với khách hàng, khi nhận được đồng hồ sẽ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, lại thường xuyên nhìn thấy thương hiệu của công ty trong quá trình sử dụng. Tranh giấy xoắn Bác Hồ. Từ những sợi giấy đa màu sắc, qua bàn tay khéo léo của thợ thủ công đã hình thành nên những sản phẩm mang nét văn hóa riêng của người Việt. Nghệ thuật thủ công bằng giấy xoắn đã làm tạo nên những bức tranh lạ mắt, độc đáo và tạo cảm giác ngạc nhiên cho ai người mới lần đầu tiếp xúc với sản phẩm này. Với mỗi sản phẩm chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ thú vị. Tranh canvas Bác Hồ. Tranh canvas Bác Hồ được nhiều người lựa chọn vì độ phổ biến, dễ tìm và có giá phải chăng. Tác phẩm tranh in mang ý nghĩa dân tộc sâu sắc cũng như phản ánh lòng tri ân với vị lãnh tụ vĩ đại. Treo tranh Bác Hồ trong phòng làm việc giúp chúng ta nhớ đến tác phong làm việc của Bác. Nhìn tranh và làm việc mỗi ngày giúp chúng ta noi gương theo tác phong làm việc và đạo đức Bác đã dạy. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.